lên được. Rồi, nhiên đây. Kịp chia sẻ cho những người mà chống phá đất nước Việt Nam mình á, khi mà họ viết về Việt Nam sai á, trong cái chuyến mà thủ tướng nguyên thủ quốc gia của chúng ta sang Mỹ để mà làm việc á, làm việc về vấn đề ngoại giao á, thì họ dám cả gan vào tường của những người chính phủ Mỹ để mà họ comment nhằm mục đích là chống đối nguyên thủ quốc gia của mình đó, công đi 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 qua Mỹ. Thì một người Mỹ á, họ đã viết một câu bình luận mà giống như là một cái cú tát vô mặt cái người đó. Nội dung của câu bình luận của người Mỹ là như thế này, là các anh sống đó là các anh là những người phản bội lại quê hương tổ quốc của các anh, thì các anh có cái sự thổ Tư lộ cách gì gì để mà cho chúng tôi biết là các anh sẽ không phản bội lại chúng tôi. Và một câu nữa là người đó, người Mỹ đó bình luận là người cộng sản họ chiến đấu cho dân tộc và tổ quốc của đất nước họ, và họ đã giành lại cái sự chân lý chính nghĩa cho đất nước của họ. Vậy thì hà cớ gì người Mỹ của chúng tôi lại không tin tưởng mà hợp tác làm ăn giao thương với họ? Và họ một và người Mỹ đó còn bình luận thêm một câu nữa là chúng tôi cho các anh ở đây không phải là một đồng minh của chúng tôi, mà là chúng tôi cho các anh ăn nhờ ở đậu ở đây như là một trong những con rối để cho chúng tôi giật dây mà thôi. Đó. Đó. Các anh chị em có thấy là người Mỹ họ khinh miệt những người mà cầm lá cờ Việt Nam Cộng Hòa như thế nào hay không? Họ khinh miệt ra mặt luôn á. Và An Nhiên có chụp cái dòng bình luận đó, An Nhiên đã từng bỏ lên trên tường á của An Nhiên, và An Nhiên đã dịch ra tiếng Việt từ tiếng Mỹ, An Nhiên dịch ra tiếng Việt để An Nhiên chia sẻ đến tất cả các anh chị em của chúng ta á, vào độ 2 năm về trước. Các anh chị em có thấy là người Mỹ họ họ rất là nhìn người Việt Nam Cộng Hòa sống ở bên này á, họ nhìn với ánh mắt không có được thiện cảm đó. Cho nên là các người ở bên này á, làm những cái việc đó ảnh hưởng tới nhiều người Việt Nam khác, đúng không? Làm cho người Mỹ có ánh mắt nhìn gọi là khinh miệt luôn đó các anh chị em đó. Sống cái cuộc sống lỗi đạo quá trời. à, cái người không biết những cái cộng đồng dân tộc khác ở bên Mỹ họ có chống phá đất nước họ không, ví dụ như người Hoa đúng không, Họ người đoàn kết Hoa qua lắm. Mỹ giỏi Đúng, họ lắm, đoàn kết. dân cực kỳ, họ làm rất nhiều thứ cho nước Mỹ đó. Người Hoa họ đem về cho nước Mỹ tới 6 cái giải Nobel, trong khi cộng đồng người Việt mình chưa ai làm được. Họ mà học tập, mình thường thường mình chê bai người Hoa tại vì lịch sử để lại thì mình không có thiện cảm với người Hoa, người Trung Quốc, nhưng mà rõ ràng nói về làm kinh tế, chính trị, văn hóa thì người Việt bên Mỹ không bao giờ so được với người Hoa, mặc dù tụi nó luôn luôn là chửi tàu cộng rồi chửi này chửi nọ đúng không, nhưng mà không thể nào mà so được với người Hoa. Người Hoa họ họ có hàng ngàn cái công ty bên Mỹ doanh thu mỗi năm hàng tỷ tỷ đô, họ toàn làm chủ không à, trong khi người Việt mình đa số thì lao động chân tay đó. Đứa nào làm biếng thì thành lang thang, mình phải nhìn người ta mình học. Còn nói về về văn hóa thì càng tệ nữa, thật sự mình nói càng tệ. Người Hoa họ đi đâu họ giữ cái văn hóa họ hết. Anh nhìn thấy ở quận 5 không, cái người Hoa quận 5 họ qua Việt Nam hơn 300 năm trước, họ đi họ họ từ bên bên Trung Quốc đại lục họ qua bên đây là trước cả Nguyễn Hữu Cảnh nữa. Nguyễn Hữu Cảnh mà khai hoang mở cõi nữa. Là họ đã có mặt ở ở Biên Hòa Đồng Nai rồi. Sau này Nguyễn Hữu Cảnh đánh đuổi họ mới chạy lên Chợ Lớn bây giờ.
Và chúng ta bây giờ chúng ta vô những cái khu người Hoa Chợ Lớn, chúng ta dễ dàng nhận ra đó là người Hoa, vì họ giữ cái văn hóa của họ, kể cả cái tiếng nói chữ viết luôn. Tiếng nói chữ viết là cái nền tảng của văn hóa của mỗi dân tộc, cái gốc luôn á. Trong khi nhiên thấy người Việt mình mà đa số cái đám mà chống cộng, con cái nó đẻ ra đâu biết tiếng Việt đâu, không biết tiếng Việt luôn á, trong khi mới qua bao nhiêu năm. Thì chúng ta nhìn chúng ta mới thấy được, à, nếu con cái họ biết tiếng Việt, hiểu về đất nước Việt Nam, hiểu về quê hương nguồn cội, thì nó mới yêu đất nước, nó yêu cái nơi cha mẹ nó sinh ra, nó yêu cái tổ tiên của nó được đó. Đây thì làm sao, không lẽ giờ bây giờ mình nói vui chứ bây giờ lỡ tụi nó lật đổ được cộng sản rồi, tụi nó chết rồi, cái thế hệ nó chết rồi, tự nhiên Việt Nam về cái thế hệ toàn nói tiếng Anh, tiếng Tây, tiếng Tàu gì không à, không biết tiếng Việt để mà về lãnh đạo đất nước Việt Nam, để lãnh đạo kiểu gì không, rõ ràng nó là như vậy. Nên là mình, nếu mình tự tôn tự hào mình là dân tộc Việt thì mình phải giữ cái truyền thống, đúng không, giữ cái văn hóa Việt. Dân tộc còn, vâng, người ta nói là văn hóa còn thì dân tộc còn, mà văn hóa mất thì dân tộc mất. Và cái văn hóa là cái mà tụi nó đánh phá rất là nhiều, nó mang cái văn hóa phương Tây, mang văn hóa Mỹ vào đất nước này tuyên truyền, văn hóa thực dụng, nó tuyên truyền để sao, để gọi là giết dần cái văn hóa dân tộc của Việt Nam mình. Đó cũng là một trong những cái nội dung của cái diễn biến hòa bình, tư tưởng văn hóa quan trọng thay đổi, mà tư tưởng mà thay đổi dần dần là dân tộc mình sau này mà thí dụ văn hóa không còn thì nó tự nhiên cái màu da thì không nói, nhưng mà cái cách sinh hoạt rồi nhận thức này kia là nó giống người Mỹ luôn, nếu mà chúng ta không có biết giữ gìn, đúng không? Đúng Rồi rồi. sau dài đời sau hỏi dân tộc Việt là ai, không biết dân tộc Việt có cái gì, không không ai biết luôn, mất gốc rồi thì còn nữa. Đó, bản chất mà mình ngày xưa Bác Hồ dùng cái từ ngụy đúng lắm, mà bây giờ tụi con cháu nó cũng vậy y chang, tụi nó ảo lắm. Rồi nhân cái việc mà hôm nay mình chia sẻ thôi, mình cũng nói nhiều vấn đề, à, thời gian qua là cái vấn đề mà bỏ cái từ ngụy và cái vấn đề công nhận trước năm 1975 Việt Nam có hai quốc gia, đúng không? Và có rất nhiều anh chị em mình trước đây là bạn cũng gọi là bị thay đổi nhận thức rồi. Ở đây là rất là nguy hiểm nha các bạn, không phải đơn giản. Đúng rồi. Tại sao nói một số người nói là bỏ để từ ngụy nó mang cái tính gọi là miệt thị. Mình giải thích luôn cái từ ngụy này vì sao, và họ vì sao họ lại nghĩ họ bị miệt thị. Ngụy thì Bác Hồ chỉ một cái chế độ gọi là không có thật, ngụy là dối trá không có thật. Đó. Tại vì không có thật là vì do Mỹ nó dựng lên chứ không phải là do được nhân dân bầu ra một cái chế độ nó dân chủ, Mỹ dựng lên. Và nếu mà những cái người mà nói là bỏ từ ngụy mà gọi là không để nó khó, gọi là không xúc phạm nhục mạ gì đó, thì rõ ràng có nhiều người là sống ở dưới chế độ ngụy mà hiện tại chúng đã yêu nước đó, thì cũng vẫn còn ngộ nhận, vẫn còn chưa nhận thức đúng. Ví dụ bản thân những người đó ngày xưa sống ở chế độ đó và bị đi lính thì đó họ là nạn nhân của chế độ ngụy, chứ họ không phải là ngụy, họ là nạn nhân. À, cho nên đừng nghĩ mình nói dùng cái từ ngụy thì mình gọi là phân biệt nhục mạ hay là gì đó, mình là nạn nhân mà, nạn nhân của chế độ đó, mình không muốn đi. Ví dụ những kẻ mà nó hùng hổ nó đi thì mình nói, còn những cái người mà bị bắt quân dịch thì họ chính là nạn nhân của chế độ, đúng không? Nếu không có cái chế độ đó sinh ra thì họ đâu có bị đi, đâu bị bắt. Đó, đó là mình hiểu rõ
cái tường ngụy ở đây, và những cái kẻ muốn thay đổi lịch sử cũng cũng rất là chăm chú muốn thay đổi cái tường ngụy này. Thậm chí báo, một số tờ báo trong nước cũng là đã viết là bỏ cái tường ngụy rồi. Tôi đọc nhớ, mình nhớ lầm là báo Tuổi Trẻ Thanh Niên gì đó, và đây là cái rất là nguy hiểm nha. Vì Bỏ tường sao ngụy có nghĩa là mà chúng ta không thể. vì sao chúng ta vẫn dùng từ ngụy? Tại vì bản chất của họ cho đến tận bây giờ vẫn là như Nó vậy, họ không có gì nghĩa gọi là là nó tiến muốn hóa thay hơn, đổi, họ không thay nó muốn đổi thay được. đổi, nó muốn thay đổi. Khi nào mà họ cho chúng ta thấy cái sự thay đổi của họ đi thì chúng ta còn suy nghĩ lại. Còn đằng này là bản chất không thay đổi. Ngụy là cái gì các bạn? Ngụy là sự ngụy tạo, sự ngụy biện, sự Đúng dối rồi, trá, sự không có thật. xào láo đó. Nhưng mà ở đây á, nó bỏ từ ngụy là nó nói là mình không nên dùng là vì nó mang tính miệt thị. Nhưng mà sâu xa á, có nghĩa là nếu chúng ta bỏ từ ngụy nghĩa là chúng ta công nhận chế độ đó, đúng không? Mà chúng ta không chúng ta bỏ từ ngụy, ngụy là không có thật mà dối, gọi là giả dối á, thì nếu mà chúng ta công nhận nó thì đương nhiên nó là một chế độ hợp pháp, và một chế độ hợp pháp. Cái việc bỏ từ ngụy với cái việc công nhận hai quốc gia trước năm 75 nó là một, thực chất nó bản chất nó là một, mục đích là công nhận Nam Cộng Hòa là một quốc gia thống nhất. Rồi mà nếu mà công nhận rồi á thì nó sẽ tiến thêm một bước nữa, khi chúng ta bỏ từ ngoại hoặc chúng ta công nhận hai quốc gia thì tụi nó sẽ tiến thêm một bước, có nghĩa là khi là hai quốc gia rồi thì miền Bắc sẽ là xâm lược miền Nam chứ không phải là giải phóng miền Nam. Anh nhìn hình dung đó, đó là cái thâm sâu của tụi nó là vậy, chứ không phải đơn giản là nói là bỏ từ ngụy là bỏ đâu. Có nghĩa là khi chúng ta bỏ thì nghĩa là chúng ta công nhận, mà công nhận thì nhìn lại lịch sử thì rõ ràng nó là một đất nước, miền Bắc là một đất nước, miền Nam là một đất nước, nghĩa là hai quốc gia độc lập. Thì miền Bắc đi vô đây giải phóng thì nó trở thành cái việc gì, xâm lược, đúng không? Không phải giải phóng nữa mà là xâm lược đó. Rồi từ đó thì những cái anh hùng á, những cái chiến sĩ, những anh hùng á, đã hy sinh cho cái công cuộc thống nhất đất nước đó sẽ trở thành tội đồ, thay vì họ là những anh hùng thì sẽ trở thành tội đồ của dân tộc. Xâm lược mà Đúng đâu có rồi. ai tôn vinh những cái người xâm lược đâu. Thì bây giờ mình chỉ cần hình dung về rất là dễ hiểu. Ví dụ bây giờ An Nhiên có một cái miếng đất, đúng không? Có một miếng đất rồi, cái có một cái thằng kia nó tới nó chiếm một nửa, nó chiếm một nửa. Thì bây giờ đất của An Nhiên mà bị nó chiếm nữa, An Nhiên đâu có chịu đâu. An Nhiên phải dùng tìm tìm mọi cách để lấy lại, thậm chí là dùng vũ lực đó. Chứ đâu có thể nào mà nó chiếm nữa rồi cái tự nhiên thành miếng đất nó thành hai, trong khi cái đó là của An Nhiên, đúng không? Thì bây giờ mình lấy lại cái miếng đất đó là hợp pháp, là đúng. Nhưng mà nếu mà nói là mình lấy lại cái đó là mình qua mình xâm lược, và đâu là sai. Bởi vì sao? Việt Nam là một mà dải đất hình chữ S của chúng ta từ kéo dài từ Cao Bằng tới Mũi Cà Mau mà, là một chứ chưa bao giờ có hai đó. Đây là luận điệu của những kẻ chống phá, mà đặc biệt là Hoàng Duy Hùng, đặc biệt là Hoàng Duy Hùng. Cái nhân vật này rất là nguy hiểm, nhưng mà rất nhiều anh em, một số anh em cờ đỏ vẫn không hiểu đâu, chưa hiểu được cái bản chất của Hoàng Duy Hùng. Rất là thâm, một mặt thì khen đảng nhà nước khen, nhưng mà một mặt thì ngấm ngầm coi thay đổi dần dần những cái căn bản đó, lịch sử đó. Miệng thì nói là phải công nhận hai quốc gia thì mới đòi lại được Hoàng Sa, đúng không? Tại vì Hoàng Sa ngày xưa là do Việt Nam Cộng Hòa quản lý, nhưng mà nó không hiểu được là cái thừa kế và Việt Nam là một. Khi thống nhất thì Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cái người thừa kế tất cả đó, nên đó không phải là cái lý do tụi chống phá thôi. Chắc An Nhiên bị báo cáo rồi, tự nhiên đăng xuất.
Vô được nữa không An Nhiên ơi? Nãy giờ chia sẻ cũng lâu rồi, chắc là mình cũng nên kết thúc ở đây. Thời gian hôm nay lâu lắm rồi mới mới tham gia một cái live, mới mở một cái live. Alo, bị báo cáo hả An Nhiên? Mình thấy đất nước thấy cũng căng, cũng có nhiều cái bất ổn, thì mình là một công dân có trách nhiệm thì mình cũng lên mình chia sẻ một vài cái quan điểm cá nhân cùng với bạn An Nhiên, cũng là một cái Việt kiều gọi là luôn hướng về đất nước đó, luôn luôn gọi là yêu cái đất nước này, yêu một cách thật sự, yêu bằng cái tâm chứ không phải như những cái kẻ chống phá đó. Cho nên là hôm nay mình mới có cuộc gọi là đàm đạo thôi, nói chuyện giữa hai người trao đổi. Và trước khi kết thúc thì chúc các anh chị em một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc. Này, ở bên Mỹ thì chắc tối rồi, chúc An Nhiên ngủ ngon nha. Nếu có dịp thì mình rảnh thì mình tiếp tục đàm đạo, trao đổi. Rồi, chúc các anh chị em vui vẻ. Tạm biệt nha.